Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách kiểm tra cái chất lượng không khí bằng một cái ứng dụng ha. Thì trên iPhone thì đầu tiên các bạn muốn tải ứng dụng thì các bạn vô cái ứng dụng App Store, rồi các bạn gõ tìm kiếm là chữ E Visual. Đây thường thì nó sẽ có cái gãy liền đây, ứng dụng E Visual này. Rồi, ứng dụng có biểu tượng hình cái mặt người và cái khẩu trang này. Các bạn bấm cho tải về. Đó. Thì ứng dụng này nó sẽ dựa vào những cái dữ liệu của bên cái cục đo chất lượng không khí của Hoa Kỳ. Thì ở Việt Nam thì nó sẽ có hai trạm là Hồ Chí Minh với lại ở Hà Nội. Thì chúng ta sẽ coi được cái chất lượng không khí ở hai tỉnh này là chủ yếu. Rồi, mình đợi xíu cho nó tải về ha. Thì ứng dụng này là nó có tiếng Việt luôn. Muốn sử dụng được ứng dụng này thì các bạn lưu ý là các bạn phải bật chế độ định vị lên ha, và phải có mạng thì nó sẽ cho chúng ta biết kết quả. Thì nó cũng khá là nặng, đâu đó là khoảng 76 m đó. Thì tí nữa mình sẽ để cái đường link ứng dụng này ở dưới phần mô tả để cho các bạn có thể tải về dễ dàng hơn. Thì mình xem cái đánh giá này thì rất là nhiều người đánh giá tốt. Đó. Thấy không? Rất là nhiều đánh giá tốt. Xem tất cả coi. Đó, đánh giá là 5 sao hết. Người Việt Nam cũng là đánh giá khá là nhiều. Đó. Rồi. Đã tạo xong rồi ha, các bạn mở ra thì thoát ra ngoài nó sẽ đây biểu tượng này. Rồi bắt đầu, nếu mà các bạn muốn ngôn ngữ máy của bạn là tiếng Việt thì nó sẽ là tiếng Việt, tiếng Anh nó sẽ tiếng Anh, nó đi theo ngôn ngữ đó. Nó sẽ có một số cái giới thiệu. Rồi định vị thành phố của tôi nè, cho phép. Rồi cái này là thông báo nhận cảnh báo ô nhiễm, và các bạn có muốn cho nó nhận hay không thì các bạn chọn nhận thông báo, còn không thì các bạn bỏ qua ha. Ở đây thì mình bỏ qua. Rồi đây các bạn thấy không, chế độ ở Hồ Chí Minh này đang là mức 70, tức là mức trung bình. Ở Mỹ cũng là một trung bình ha, còn bên đây là thiết bị thì cái này nó sẽ không có. À, chỉ là thêm hành chính thôi, mình chịu một số dịch vụ. Còn các bạn muốn so sánh cái bảng thứ hạng đây nè, thì các thành phố lớn nếu mà so thì Việt Nam mình á, bữa Hà Nội nó đang là mức thứ hai thứ ba xuống mức thứ 9 này, tức là cái độ không khí này nó sẽ thay đổi thường thường xuyên theo giờ, theo từng giờ luôn á, là nó sẽ báo cáo từng giờ. Các bạn có thể ngày mai buổi sáng 10 giờ các bạn lên đây, các bạn sẽ thấy là nó Việt Nam có thể ở Hà Nội á, nó có thể thứ hai, thứ ba, hoặc tư, thứ năm gì đó. Hồi sáng mình coi là nó ở thứ hai, thứ nhất, thứ hai, xong giờ nó xuống thứ 19 rồi. Đó. Hồ Chí Minh của mình nó cũng nằm ở mức 24, tức là mức độ ô nhiễm thứ 24 của thế giới đối với thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội là thứ 19. Đó. Còn đây là một số tin tức, thì cái này nó là tiếng Anh, nếu mà bạn nào rành thì có thể sử dụng đó. À. Mình có thể xem khảo một số chỗ này. À, Air Visual thì cái bảng màu này nó sẽ ở mức có nhiều mức, thì mình sẽ gửi cho các bạn một cái hình và để các bạn có thể tham khảo trong đây. À. Rồi cái này mình chỉ tìm hiểu thêm thôi đó, các bạn chỉ quan tâm là định vị và các bạn xếp hạng đó. Nơi nè, nơi của các bạn đang ở, nếu mà Hồ Chí Minh thì các bạn quan tâm cái này, hàng ngày các bạn có thể theo dõi cái này để mình có thể xem để mình biết. Đây nè, nó sẽ có những cái khung giờ, ví dụ bạn ở Hồ Chí Minh đi,
thì khung giờ nó sẽ có cái mức độ mật độ này khác nhau. Mật độ này là mật độ bụi ha, mật độ ô nhiễm đó, các chất ô nhiễm này, lịch sử ngày này, cái này là nó dữ liệu nó cập nhật thường xuyên luôn, từng giờ luôn các bạn thấy không? Đó, thấy không? Đó. Rồi, mình gửi cho các bạn tham khảo ứng dụng này ha. Rất là cảm ơn các bạn.